Giang Nguyễn chính thức chơi bài ngửa, tung hay hết sự thật chuyện về Kim Ngân Thúy Nga chỉ bằng một câu. Bộ phim Ngân Nga đúng là đã đi đến hồi kết, mọi thứ trở lại vạch xuất phát, Thúy Nga trở lại cuộc sống bình thường, còn Kim Ngân quay về cuộc sống lang thang như thời điểm chưa từng có sự xuất hiện của Thúy Nga. Nhiều người vẫn rất tiếc nuối cho Kim Ngân, khi nhìn thấy cảnh nữ ca sĩ ngồi sụp bên đường, họ ước ao giá như những con người như cặp đôi áo vàng, hay gia Nguyễn không xuất hiện, thì có lẽ cuộc sống của Kim Ngân đã khác, có khi còn cai được chất cấm, được đi chữa bệnh. Hình ảnh Kim Ngân gầy ốm, đen sạm ngày hôm nay, chính là nỗi ô nhục của gia Nguyễn, khi kế hoạch kiếm tiền từ Kim Ngân của anh ta thất bại hoàn toàn, và cũng là nỗi ê chề khi năm lần bảy lượt từng xuất hiện trước truyền thông, nói rằng sẽ lo cho Kim Ngân này nọ, nhưng cuối cùng lại đẩy người chị mình ra ngoài đường, khi hết giá trị lợi dụng. Và đến hết phim, thì mọi ván bài đều sẽ lật ngửa ra hết. Khi Gia Nguyễn đã nói ra câu này, thì chúng ta sẽ chắc chắn được rằng, ngày Kim Ngân trở về khu máy giặt cũng không còn xa. Đầu tiên, Gia Nguyễn khoe độ giàu có của mình, và chửi rằng, Thúy Nga không có tuổi để anh ta phải đu theo để tìm kiếm sự nổi tiếng. Gia Nguyễn nói anh ta không thiếu tiền, thế nhưng lại để chị họ mình ngồi ở cột đèn giao thông xin tiền. Tiếp theo Gia Nguyễn đe dọa, nếu ai còn nhắc đến tên anh ta, thì sẽ kêu cả chính phủ nhà nước, luật sư Việt Nam và công an còng đầu người đó lại. Khi Gia Nguyễn viết ra những lời này, thì chúng ta nên đặt ra một câu hỏi, liệu Gia Nguyễn có sử dụng chất kích thích hay không, mà anh ta đã bị ảo tưởng quá mức. Trong khi trên trang cá nhân, Gia Nguyễn luôn miệng chửi chính quyền trong nước, và thể hiện mình là một người chống đối chính hiệu, nhưng lại đòi kêu cả chính phủ vào cuộc để giải quyết chuyện của mình. Không qua khi nói rằng, bản thân Gia Nguyễn cũng là một người không được bình thường. Và cuối cùng, Gia Nguyễn tung hay hết tất cả chỉ bằng một câu nói, Kim Ngân tao đuổi đi là quyền của tao, lần này thì Gia Nguyễn chẳng cần giữ kẻ, hay làm màu mè gì nữa, mà đã nói thẳng ra, anh ta đuổi Kim Ngân đi thì cũng chẳng ai có quyền được xía vào cả. Gia Nguyễn cuối cùng cũng lộ mặt thật, và đúng là cũng chẳng trách được Gia Nguyễn khi đuổi Kim Ngân đi. Điều đáng trách nhất là việc Gia Nguyễn tách tất cả mọi người ra khỏi Kim Ngân, từ Thúy Nga, Kim Tiểu Long và rất nhiều người khác. Đến bây giờ vẫn nhiều người réo tên Thúy Nga, hãy quay lại giúp Kim Ngân đi. Nhưng có lẽ đó là điều mãi mãi không thể xảy ra thêm một lần nữa. Coi như số phận Kim Ngân đã sắp đặt cuộc sống như vậy rồi. Về phần Thúy Nga, mới đây nữ danh hài lại có một hành động khiến rất nhiều người xúc động. Trên trang cá nhân, Thúy Nga thông báo đợt thiện nguyện lần 3 cho quê hương mùa dịch. Cụ thể Thúy Nga chia sẻ, hiện tại thực hiện xong 30 bình thở oxy 40 lít gửi cho các bệnh viện trị giá 100 triệu 500 ngàn đồng, 30 bình thở oxy 10 lít gửi cho các gia đình cần bình khẩn cấp chưa đến được bệnh viện, trị giá 37 triệu 500 ngàn. Một thùng khẩu trang N95 gồm 1.000 cái trị giá 2 triệu 200. Thuê xe vận chuyển 800 ngàn. Tổng chi phí đã chia lần 3 là 141 triệu. Tổng chi phí thiện nguyện 3 lần đã lên tới 467 triệu 200 ngàn đồng. Chương trình thiện nguyện này vẫn đang được tiếp tục thực hiện. Thúy Nga viết thông cáo để mọi người biết chính xác. Lần này đặt bình oxy trợ thở hơi khó khăn, nhưng Thúy Nga vẫn cố gắng tìm nguồn bình để đặt tiếp và chuẩn bị sẽ cung cấp tiếp lương thực thực phẩm cho người dân khó khăn, vì Thúy Nga nhận được rất nhiều tin nhắn xin trợ cấp lương thực. Thúy Nga cũng xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân chung tay ủng hộ và cảm ơn Bùi Đại Nghĩa và Lâm Thanh Sơn đã giúp Thúy Nga tìm nguồn bình oxy để giúp các nơi có nhu cầu. Xin hồi hướng công đức tất cả muôn nơi và nguyện mọi sự cát tường cho Việt Nam trở lại cuộc sống an vui. Mặc dù không nhắc gì đến Kim Ngân, nhưng trong lần gặp gỡ cuối cùng, Thúy Nga từng nói với Kim Ngân rằng, sau này chỉ cần gì cứ nói, hãy liên hệ với em, và em sẽ luôn san sẻ với chị. Nếu một ngày Kim Ngân quay trở lại tìm Thúy Nga, thì có lẽ Thúy Nga cũng chỉ giúp được Kim Ngân như những người vô gia cư khác, giúp chị đồng tiền mua cà phê, thức ăn, chứ không thể nào gắn bó với nhau như trước nữa. Phải nói rằng Thúy Nga rất nặng lòng với Kim Ngân. Trong lần gặp cuối,
Dù biết rõ chính tay Kim Ngân là người ký vào tờ đơn kiện và biết hết mọi chuyện đã xảy ra rồi, nhưng Thúy Nga vẫn điềm đạm nói chuyện rất tử tế với Kim Ngân, vì Thúy Nga biết rằng Kim Ngân bị người ta dẫn dắt, và Thúy Nga cũng ân hận khi mọi chuyện trở nên như ngày hôm nay, cũng là một phần trách nhiệm của mình khi đã sai lầm khi đưa Kim Ngân về chùa. Và cũng không trách được con gái Kim Ngân khi chính cô ấy ký đơn kiện Thúy Nga. Hai mẹ con Kim Ngân nói thật sự ra là cũng không có nhiều tình cảm, vì thời gian ở bên nhau quá ngắn, Mai Khanh chỉ thấy xấu hổ vì có một người mẹ như vậy thôi, nên mới không muốn Thúy Nga quay hình, và cũng chẳng thiết tha chuyện đưa Kim Ngân về nuôi. Nhưng để dẫn đến việc Mai Khanh ký đơn kiện cũng là cả một quá trình. Thời gian khi Kim Ngân còn tới lui chùa của bà Xuân Liên, thì Mai Khanh, con gái của nữ ca sĩ, có đến chùa để gặp mẹ mình. Do sự sắp xếp của già Nguyễn, Kim Ngân lúc này không còn nhớ Mai Khanh là ai nữa, cho nên cũng như hai người xa lạ mà thôi. Nhân cơ hội này, Xuân Liên mới nói với Mai Khanh rằng hiện tại Thúy Nga đang khống chế Kim Ngân, còn dắt cô ấy đi quay để kiếm tiền, cho rằng Thúy Nga chỉ muốn lợi dụng Kim Ngân mà thôi. Mai Khanh nghe vậy cũng đưa đoạn tin nhắn giữa mình với Thúy Nga cho bà Xuân Liên xem và nói rằng có vẻ Thúy Nga không giống lời của sư cô nói. Bà Xuân Liên tiếp tục thuyết phục con gái Kim Ngân rằng do Mai Khanh sống ở Mỹ lâu rồi, cho nên không biết được tính tình của Thúy Nga. Vì Thúy Nga chỉ mới qua đây ở, bà ấy còn tự nói ai cho tiền Kim Ngân thì bà đều đưa lại cho Kim Ngân, chứ không như Thúy Nga đều giữ hết. Mai Khanh lúc này đã bị bà ấy thuyết phục, thêm cả sự góp sức của già Nguyễn, gần như con gái của Kim Ngân đã tin họ luôn rồi. Đây là lúc mà già Nguyễn và bà Xuân Liên ra sức nói những câu chuyện không tốt đẹp gì để khiến Mai Khanh cảm thấy rằng Thúy Nga như một người xấu thực sự và tham gia vào nhóm đi kiện. Hy vọng nếu như Cathy hay mẹ của Kim Ngân biết được chuyện này, thì hãy liên lạc lại cho Mai Khanh để giải thích cho cô ấy hiểu rõ sự việc như thế nào. Vì họ biết tiếng Anh thì nói chuyện sẽ dễ hơn. Phải để Mai Khanh hiểu rõ khi mẹ mình ở bên Thúy Nga thì sung sướng hay là phải chịu cực. Cathy và bà Hương phải có trách nhiệm nói rõ cho Mai Khanh để cô ấy nhận ra sự thật, so sánh cái nào đúng và biết ai là người thực sự làm điều tốt cho mẹ mình. Đừng để sự việc bị hiểu nhầm khi mẹ mình được giúp đỡ mà giờ mình còn đi oán trách người ta. Video đến đây là hết. Cảm ơn quý khán giả đã chú ý đón xem. Chúc tất cả mọi người luôn mạnh khỏe và bình an trong mùa dịch bệnh khó khăn này. Chúc cho tất cả chúng ta sớm vượt qua.